Kính thưa quý vị, vụ thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Trung Quốc, nhắm vào phong trào sinh viên đòi dân chủ, xảy ra cách này đúng 26 năm. Hàng năm, giới bảo vệ nhân quyền ở Hồng Kông và nhiều nơi trên thế giới thường xuyên có các hoạt động vào dịp này để tưởng niệm một biến cố lịch sử không chỉ hệ trọng đối với Trung Quốc, mà còn với cả lịch sử thế giới đương đại. Biến cố Thiên An Môn bi thảm đêm mùng 3, rạng sáng mùng 4 tháng 6 năm 1989 đưa Trung Quốc vào một kỷ nguyên hoàn toàn khác với khu vực Đông Âu sau sự kiện bức tường Berlin sụp đổ gần nửa năm sau đó. Trung Quốc dưới chế độ Cộng sản đã và đang từ chối nhìn nhận vụ thảm sát. Chỉ mới đây thôi, theo báo chí Trung Quốc, hồi cuối tháng trước, chính quyền ra lệnh cấm nhắc đến vụ Thiên An Môn. Kể cả một bài viết trên tờ Hoàn Cầu Thời báo của chính quyền chỉ trích thư ngỏ ngày 20 tháng 5 của một nhóm sinh viên Trung Quốc yêu cầu quyền được nói về vụ can thiệp quân sự chống lại phong trào dân chủ. Cho đến nay, Bắc Kinh muốn dìm vụ việc trong quên lãng, bất chấp tiếng kêu của hơn 100 bà mẹ mất con, của hàng triệu người kêu gọi công lý và sự thật. Quốc gia láng giềng Việt Nam, trước hết là những người trí thức, nhìn nhận ra sao về sự kiện này? Nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay của tạp chí Tiêu điểm Thời sự của EFI về chủ đề này có nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khắc Mai, giám đốc trung tâm Minh Triết, nhà nghiên cứu về Trung Quốc Nguyễn Huy Quý, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, dịch giả tiếng Trung Trần Đình Hiến và nhà văn, blogger Phạm Viết Đào từ Việt Nam. You who stood at Tiananmen and waited for the tanks to come. You who stood your ground as one, you will never see your homes again. One was there just 15 years. He stood, he waited with the rest. He did not know, could not have guessed, a bullet changed his life to death and erased his name. In death's shadow, hand in hand, though the world in outrage wept for you. Trước hết, nhà văn Phạm Viết Đào, một người theo dõi từ lâu quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, cho biết nhận xét sơ bộ của ông về mối quan tâm đến sự kiện Thiên An Môn tại Việt Nam. Về vấn đề cái biến cố Thiên An Môn ấy mà, thì cái thông tin này ở Việt Nam cũng không phải là được mọi người biết rõ đâu, mà chỉ những ai quan tâm mạng vào các cái mạng khác thì mới biết. Còn người dân bình thường, thứ nhất là cái người quan tâm cũng nhiều ra, nhưng người ta cũng không có điều kiện. Về phần mình, dịch giả Trần Đình Hiến, người nổi tiếng với các bản dịch tác phẩm của Giải Nobel Văn học Trung Quốc Mạc Ngôn, cho nhận xét. Nếu đề cập tới là Thiên An Môn đơn giản như thế thôi, thì lúc ấy, khi ấy và bây giờ thi thoảng thì sách báo Việt Nam cũng có thể nhắc đến cái từ ấy thôi, chứ cái sự kiện ấy là không nhắc tới. Cấm kỵ từ bấy đến nay, đưa thêm chi tiết lại càng không có nữa. Ngay cái chuyện gọi là vụ thảm sát Thiên An Môn cũng không hề có xuất hiện ở báo chí Việt Nam. Giải thích về tình trạng thông tin về vụ thảm sát Thiên An Môn vắng mặt trên báo chí truyền thông chính thức, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai nói: Tôi tin rằng là cái cơ quan mà nó lãnh đạo chỉ đạo cái báo chí hiện nay thì nó không dám đưa tin đâu, là nó cũng không muốn đưa tin, nó không muốn làm mất mặt thiên triều. Và ngay cái chuyện như là cái dân tính liệt sĩ của chúng ta ở Giả Ma, rồi dân tính liệt sĩ chống Trung Quốc ở Hoàng Sa của cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa đấy, thì có ai đưa tin cho nó tử tế đâu. Rồi bia liệt sĩ, rồi thì bia kỷ niệm cái trận chiến xâm lược tàn bạo của Trung Quốc năm 79 thì họ còn tìm cách xóa bỏ mà. Vấn đề nó cay đắng, nó u mê, mà vừa là hèn hạ mà vừa là vô đạo lý như thế. Đấy, thì đấy là cái mà hiện nay đang còn tồn tại. Nhận định của dịch giả Trần Đình Hiến và nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai có lẽ rất sát với thực tế Việt Nam, ngoại trừ việc đưa tin về Thiên An Môn vốn chưa phải là điều cấm kỵ ngay vào thời điểm xảy ra vụ đàn áp, khi Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn trong trạng thái hai quốc gia thù địch.
Và từ ít năm trở lại đây, nhất là từ năm ngoái, khi trong nước một số tờ báo đã đăng tải nhiều thông tin khá trực diện về vụ thảm sát sinh viên tại thủ đô Bắc Kinh. Còn nghiên cứu về Thiên An Môn tại Việt Nam thì sao? Sau đây là một số nhận xét của nhà Trung Quốc học Nguyễn Huy Quy. Ở Việt Nam thì người ta cũng biết là qua báo chí, qua thông tin về cái sự kiện đó thôi. Chứ còn gọi là nghiên cứu sâu vào cái sự kiện này coi như là một chuyên đề thì ở Việt Nam không có ai nghiên cứu. Người ta nghiên cứu về góc độ chính trị để thôi. Chứ còn thì những cái góc độ lịch sử đi vào những cái chi tiết sự kiện thì cũng không có ai nghiên cứu. Chưa có một cái tác phẩm nào viết riêng về cái sự kiện đấy cả. Không ai ngăn cản, nhưng mà cũng chẳng ai đi sau nghiên cứu. Bởi vì họ nghiên cứu ấy, thì đích thì chúng ta có một cái công bố thành sách. Nhưng mà các nhà xuất bản thì không bao giờ người ta xuất bản những quyển sách mà đúng là vấn đề này cả. Ví dụ như là cần trấn áp như vậy hay không? Dùng những cái giải pháp mang tính chất đổ máu trấn áp như vậy hay không? Tất nhiên quan điểm, nhất là quan điểm của học giả đấy, thì không ai đồng tình với cái chuyện đó. Thế nhưng về mặt chính trị, những người nhà nước, người lãnh đạo của nhà nước thì không ai đề cập vấn đề đó cả. Bởi vì về mặt quan hệ ngoại giao thì đấy là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Còn về mặt về nghiên cứu, nhất là các học giả, thì tất nhiên là người ta muốn tìm hiểu, người ta có những cái quan điểm và người ta cũng quan tâm vấn đề đó. Nếu mà phản ánh đúng quan điểm của mình ấy, thì người ta cũng lo ngại như vậy là can thiệp vào hay là có những ảnh hưởng không tốt về mặt ngoại giao. Về phần mình, giáo sư Nguyễn Khắc Mai thuật lại hồi ức của ông, ghi nhận phản ứng từ lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam sau biến cố mùng 4 tháng 6 năm 1989. Và lúc đó, ông Nguyễn Khắc Mai đang làm việc tại Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Bây giờ thì tôi đang ở Hà Nội và một đêm tôi nhớ là trời mưa gió và tôi nghe đài, cũng là đài nước ngoài thôi, đưa cái tin về Thiên An Môn. Trước đó thì chúng tôi cũng có theo dõi cái cuộc đấu tranh. Sinh viên họ đã dựng cái tượng nữ thần tự do để biểu thị cái tinh thần tự do của một cái lớp người Trung Quốc mới, khí thế hết sức là sôi nổi. Và trên cái quảng trường ấy thì chúng tôi được thông tin là họ tranh luận những vấn đề của dân, của nước, của Trung Hoa, của thế giới. Rất là sôi nổi, có thể nói đấy như là một cái hội trường lớn ở ngoài trời. Sau đó thì được tin là Triệu Tự Dương xuống tận nơi và khuyên sinh viên tạm thời là chấm dứt, thì đạt như thế rồi về nhà cái đã. Nhưng mà sinh viên họ không nghe, cương quyết đẩy tới cái cuộc đấu tranh thì họ quyết là dùng bạo lực quân sự để đàn áp. Thế còn về phía lãnh đạo thì tình cờ tôi gặp được anh Trần Bạch Đằng ở bên cái nhà khách số 8 Chu Văn An đấy, cái nhà khách của văn phòng trung ương và của chính phủ. Để anh kể chuyện là anh ghé thăm Nguyễn Văn Linh. Thế thì Nguyễn Văn Linh cũng đang muốn là có người chia sẻ quan điểm của mình. Thì mới hỏi là Bạch Đằng, thì Trần Bạch Đằng bảo là tao nói với Linh rằng nếu tôi là Tổng Bí Thư, tôi không bao giờ để xảy ra những câu chuyện như thế để mà dùng vũ lực, dùng quân đội đàn áp lại sinh viên. Nhưng mà tôi biết là ông Linh lúc bấy giờ thì rất là đồng tình với cái sự tàn bạo ấy. Cái người sinh là cộng sản mà thấy những cái bạo lực giết chóc nhân dân đồng loại của mình mà lại vui vẻ. Cho nên tôi mới thấy rằng là cái tinh thần bá đạo nó nghiệm quá sâu trong một số những cái người cộng sản Việt Nam. Đối với nhà văn Phạm Viết Đào, cuộc đàn áp thảm khốc nói trên rõ ràng là của phe cứng rắn, bảo thủ trong chế độ, nhắm vào phe cải cách. Đây là cái vụ trấn áp thảm sát chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với những cái khát vọng dân chủ của thanh niên. Mà cái khởi xướng cái khát vọng dân chủ này xuất phát không phải do người dân sinh viên này người ta nghĩ ra, người ta tìm ra, mà chính do những nhà lãnh đạo Trung Quốc qua thực tế va chạm với cuộc sống, qua cái quản lý từ ông Hồ Diễu Bang cho đến ông Triệu Tử Dương. Ông thấy rằng cái sự thối nát bên trong của cái thể chế Cộng sản Trung Quốc và họ thấy cần phải cải cách thì mới phát triển lên được. Thì cái người tìm ra cái này chính là cái nhà lãnh đạo ấy, và họ đề ra những cái chủ trương ấy, thì cái chủ trương ấy nó va chạm với những cái nhà lãnh đạo thủ cựu như là Đảng Tiểu Bình, và họ muốn giữ cái quan điểm là cần phải cái giữ cái sự thống phái tuyệt đối của lãnh đạo Đảng Cộng sản, cho nên dẫn đến cái việc mà trấn áp đối với cái khuynh hướng của ông Triệu Tử Dương. Tên mẹ của vụ này tôi hiểu như thế và dẫn đến cái thảm sát, thì tất cả theo nhận định của tôi vẫn là nằm cái chiến lược người chính quyền Trung Quốc vẫn dùng chính quyền đẻ ra từ mũi súng, vẫn dùng súng để giữ chính quyền, dùng súng để duy trì
quyền lực, và cái hậu quả của nó là dẫn đến thảm sát Thiên An Môn, và Trung Quốc hiện nay vẫn chưa dứt ra khỏi được một cái đường lối chính sách sai lầm mà thảm họa đó. Then came the people's army with trucks and tanks and guns. The government was frightened of their daughters and their sons. Cũng giống như nhà văn Phạm Viết Đào, nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Quý đặt lên hàng đầu lý do xung đột phe cánh trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng muốn đặt hiện tượng phong trào Thiên An Môn dưới nhiều tác động khác. Cái sự kiện Thiên An Môn nếu nói cho nó đầy đủ thì nó nhiều nhân tố lắm. Thứ nhất là có những nhân tố mang tính chất trào lưu quốc tế. Nó là một sự kiện trong một cái bối cảnh lúc bây giờ ấy, là một cái phong trào của các nước giải chủ nghĩa ở Đông Âu, kể cả những phong trào ở Liên Xô chống lại cái chủ nghĩa xã hội truyền thống, và các cái phong trào nó tác động lẫn nhau. Cái tổ thứ hai đấy, không loại trừ là có những cái tư tưởng của Đài Loan hay là của những cái thế lực mà không đồng tình với cái đảng và nhân lực Trung Quốc lúc bây giờ, nó gọi là chống động ấy, có lẽ là một số ít thôi. Và nhân tố thứ ba là quan trọng nhất, đây là mâu thuẫn nội bộ, cũng có những cái quan điểm duy trì quyền lực và có những cái lợi ích khác nhau giữa các nhóm. Cho nên là thì là ông Kiều Tử Dương là cái người thì lúc bây giờ là trở thành những cái đối thủ để mà bị bắt thôi. Ngoài anh Kiều Tử Dương là có một cái bài cánh khác nữa, cái gọi là dân chủ thì cũng còn quan điểm khác nhau. Có những người là chủ trương là vẫn là cộng sản, vẫn là chủ nghĩa xã hội, nhưng mà là phải dân chủ, phải công bằng. Đấy là một cái loại quan điểm về dân chủ. Còn một cái trào lưu dân chủ nữa đấy, tức là ảnh hưởng dân chủ kiểu phương Tây, tức là mang tính chất chống đó, mang tính chất tức là không phải là cộng sản, không phải là phải chủ nghĩa. Cái thực tế của xã hội Trung Quốc lúc bây giờ ấy, thì cái bước đầu cải cách 10 năm ấy, thì tuy là có một số những cái cởi trói, tuy là còn số những cái thay đổi, nhưng mà có hai vấn đề. Một ấy là kinh tế ở trong một thời kỳ gọi là khủng hoảng, và cụ thể tức là cái lạm phát quá cao, ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến đời sống quần chúng. Cho nên một trong những khẩu hiệu của phong trào Thiên An Môn là chống lạm phát đấy, tham nhũng ấy. Thứ hai nữa đấy, bắt đầu cải cách kia là gọi là đề xuất là dân chủ, nhưng mà thực chất ấy là không thực hiện được cái dân chủ. Mà trước cuộc đó thì đã có xử lý cái vụ ông Hồ Diệu Bán rồi. Từ 10 năm đầu cải cách kia thì mặc dù là có một số tiến bộ, thế nhưng mà về mặt kinh tế và về mặt chính trị đấy còn hạn chế như vậy, còn nó phản ứng sự bất mãn của quần chúng thông thường như vậy. Đấy thì bao nhiêu nhân tố nó hồi hợp lại, có nhân tố quốc tế, có nhân tố quan hệ giữa quần chúng với lãnh đạo Đảng Nhà nước Trung ương, có cái nhân tố tức là giữa các phe phái với nhau, nó hội tụ thành một cái phong trào quần chúng. Còn cái trấn áp thể hiện cái sự bất lực, lúc bây giờ là không giải quyết, không có cách nào giải quyết. Còn trong con mắt của dịch giả nhà văn Trần Đình Hiến, cuộc đối đầu giữa phong trào quần chúng năm 1989 ở Trung Quốc với chế độ cộng sản độc tài toàn trị là mang tính triệt để, bởi chế độ độc đảng toàn trị là không thể cứu vãn nổi. Đây là cái phong trào đòi thay đổi chế độ, thay đổi thể chế, mà họ biết rằng là trong cái thay đổi thể chế ấy thì phải khắc phục được tham nhũng, mà cái tham nhũng ở một cái chế độ như Trung Quốc thì không thể khắc phục được. Đấy là vấn đề quốc tử. Ở một cái thể chế mà Đảng Cộng sản Trung Quốc ấy ngự trị lên tất cả, hiến pháp, pháp luật có đủ tất cả các thứ đó, nhưng mà không xử theo hiến pháp và pháp luật, phải nói trắng ra là xử theo luật rừng. Nó có một cái chuyện mà người dân Trung Quốc nhìn ra và thế giới cũng nhìn ra, tức là cái tham nhũng ở Trung Quốc ấy không bao giờ khắc phục được. Cái tham nhũng ở trong một cái thể chế đảng trị như ở Trung Quốc ấy, độc tài toàn trị, thì cái tham nhũng đó nó nảy sinh ngay từ bản thân cái cơ chế đó. Thì cái chuyện khắc phục tham nhũng là ảo tưởng. Những trao đổi với các vị khách mời cho chúng tôi một cảm nhận, bên cạnh một cái nhìn rạch ròi, dứt khoát, một bên trắng, một bên đen, còn có một cái nhìn khác, hội nhập nhiều yếu tố khác nhau để cùng giải thích một hiện tượng. Cuộc chiến giữa các phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc liệu phải chăng có thể đồng nhất với thế đối đầu giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vào thời điểm đó, ông Triệu Tử Dương, được coi là người thuộc phái cải cách, với lãnh tụ tối cao Đặng Tiểu Bình, người được coi là thuộc phe bảo thủ. Phải chăng có thể đồng nhất những giá trị mà người ta gửi gắm vào một nhà chính trị, hay nói cách khác, niềm tin với hành động cụ thể của con người? Đâu là những giới hạn, những sai lầm của Triệu Tử Dương? Đâu là những niềm tin ngây thơ của các sinh viên tranh đấu? Theo nhà văn Phạm Viết Đào, hồi ký của ông Triệu Tử Dương được dịch sang tiếng Việt là một trong những tài liệu tham khảo chủ yếu của người quan tâm Việt Nam về chủ đề này. Từ góc độ của một người nghiên cứu lịch sử, nhà Trung Quốc học Nguyễn Huy Quý đặc biệt lưu ý những ai muốn tìm hiểu sâu hơn hiện thực lịch sử phức tạp Thiên An Môn cần chú ý so sánh các nguồn tư liệu khác nhau, không nên tin tưởng tuyệt đối vào một nguồn duy nhất. Trong số các tư liệu quý về sự kiện phong trào Thiên An Môn 1989, cuốn Thiên An Môn Papers của
Trương Lương được giới chuyên môn nhìn nhận như là một tư liệu đặc biệt quý giá, cho phép quan sát từ bên trong quá trình dẫn đến quyết định đàn áp phong trào sinh viên của giới chốt bu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuốn sách nói trên dường như chưa được giới quan tâm tại Việt Nam chú ý. Trước khi khép lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự tuần này, chúng tôi xin dẫn lời của nhà nghiên cứu Pháp Marie Holzmann, một nhà Hán học, người sáng lập Hiệp hội Đoàn kết với giới tranh đấu Trung Quốc, về hồi ức như là đối tượng tiêu diệt của chính quyền, về những khó khăn của các thế hệ trẻ khi phải tiếp tục cuộc tranh đấu mà không có cơ hội kế thừa những tri thức của thế hệ đi trước. Vấn đề đó ắt hẳn không chỉ có ý nghĩa với cuộc vận động dân chủ tại Trung Quốc. À chaque incident de parcours du Parti communiste chinois, il y a toute une tentative d'éradication de la mémoire. Theo bà Marie Holzmann, trước mỗi biến cố trên lộ trình của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc đều mưu đồ xóa sạch ký ức, làm biến dạng lịch sử, khiến mỗi công dân Trung Quốc buộc phải nhìn lịch sử theo các tiêu chí của chế độ. Một ví dụ gây ấn tượng nhất đối với Marie Holzmann là thời gian mùa xuân Bắc Kinh 1978-1979. Vào thời điểm này, chỉ có khoảng vài chục nhà ly khai đối đầu với đường lối của chế độ, nhưng với những lập luận được xây dựng rất công phu. Họ đã viết ra rất nhiều văn bản, trở nên nổi tiếng khắp thế giới sau đó. Đối với bà, các văn bản này có giá trị thực sự về mặt chính trị, triết học và kể cả lịch sử. Nhưng kể từ khi các nhà ly khai này bị bỏ tù năm 1979, các văn bản ấy bị thất lạc hoặc bị quên lãng. Khi các sinh viên xuống đường, 10 năm sau họ đã không có được khối tài sản tri thức này. Họ phải bắt đầu lại từ đầu. Marie Solzman nhấn mạnh, dường như lớp trẻ hiện nay ngày càng phải tái lập mọi thứ từ số 0. Họ càng ngày càng gặp khó khăn khi tạo lập các giải pháp thay thế có tính khả thi, các đề nghị chín chắn, có căn bản. Để hiểu thách thức này, hãy tưởng tượng là mỗi nền văn hóa của chúng ta phải tái tạo toàn bộ sau mỗi thế hệ. Đó là một công việc hết sức khổng lồ và trên thực tế là bất khả, vượt quá sức của con người. C'est un effort colossal, pratiquement impossible et surhumain. Nhà nghiên cứu Trung Quốc và bảo vệ nhân quyền Marie Holzmann nhấn mạnh đến sự tương phản giữa thực trạng ký ức bị xói mòn, bị vùi dập và bị tước đoạt tại Trung Hoa lục địa với kinh nghiệm chủ động kết nối với quá khứ của giới trẻ Hồng Kông qua hình ảnh chàng trai trẻ Hoàng Chi Phong, một trong những người lãnh đạo phong trào đòi bầu cử dân chủ tại Hồng Kông hiện nay, qua một câu nói lạ lùng. Tôi không thể nhớ về cái thời đó, nhưng tôi không dám quên. Không thể nhớ, lẽ đơn giản bởi vì khi vụ Thiên An Môn xảy ra, anh chưa ra đời.